Sau hơn một năm lẩn trốn quyết định truy nã, Đặng Ngọc Thùy, 26 tuổi, trú tại thành phố Long Xuyên, đã bị Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an tỉnh An Giang bắt và di lý từ huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang về địa phương. Trước đó, tại phiên tòa sơ thẩm vào tháng 4 năm 2018, Tòa án Nhân dân thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang đã tuyên phạt bị cáo Thùy 5 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy. Trong thời gian được tại ngoại do đang nuôi con nhỏ, Thùy đã bỏ trốn khỏi địa phương. Cơ quan thi hành án hình sự Công an tỉnh An Giang ra quyết định truy nã nguy hiểm đối với Thùy. Sau hơn một năm vận động và truy tìm, Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an tỉnh An Giang đã bắt giữ được Thùy khi đang lẩn trốn tại thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Bộ đội biên phòng tỉnh Thanh Hóa vừa tạm giữ hai nghi phạm để điều tra về hành vi mua bán vận chuyển gần 3.000 viên ma túy tổng hợp tại huyện vùng cao biên giới Mường Lát. Tại đồn biên phòng Trung Lý, hai nghi phạm khai nhận tên là Thào Xuân Lâu, 34 tuổi và Mùa Thị Dúa, 41 tuổi, cùng trú xã Trung Lý, huyện Mường Lát. Tại hiện trường, lực lượng bộ đội biên phòng thu giữ tang vật vụ án gồm 3.000 viên ma túy tổng hợp, 50 gram heroin, 2 điện thoại di động, 1 con dao nhọn. Qua đấu tranh, hai nghi phạm khai nhận đã vượt biên trái phép sang Lào, mua số ma túy nêu trên rồi vận chuyển về Việt Nam để bán kiếm lời. Công an thành phố Vũng Tàu cho biết đang lập hồ sơ xử lý Nguyễn Xuân Hiếu, 36 tuổi và Huỳnh Thị Hồng Nhung, 29 tuổi, trú tại quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Những người này dùng giấy tờ giả thuê xe máy để chiếm đoạt. Trước đó, Hiếu và Nhung cùng ba người khác, ba người này hiện đang bỏ trốn, rủ nhau xuống thành phố Vũng Tàu để chiếm đoạt lừa đảo tài sản bằng cách dùng giấy tờ giả để thuê xe máy rồi đem cầm cố. Cụ thể, những người này đã thuê một nhà nghỉ trên đường Thùy Vân, phường Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu, sau đó dùng một giấy tờ thuê hai chiếc xe máy của nhà nghỉ. Ngay sau đó, các đối tượng chạy xe về thành phố Hồ Chí Minh để thế chấp tại một tiệm cầm đồ và lấy được 5,5 triệu đồng chia nhau tiêu xài. Bằng thủ đoạn tương tự, Hiếu và Nhung tiếp tục mang giấy tờ giả đến thuê xe để chiếm đoạt. Tuy nhiên, hành vi của hai người này đã bị người dân kịp thời phát hiện và báo cho cơ quan công an bắt giữ. Hiếu là đối tượng đã có một tiền án về tội chiếm đoạt tài sản, hiện chưa được xóa án tích. Tại khu chợ tạm thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau, xảy ra một vụ hỏa hoạn lớn làm cho cả khu dân cư hoảng loạn. Do khu chợ chủ yếu là các kiosk làm bằng vật liệu dễ cháy nên đám cháy lây lan nhanh, có khoảng 10 kiosk bị thiêu rụi do liền kề, chủ yếu là buôn bán quần áo, tạp hóa, ăn uống, cà phê. Lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã điều động 3 xe và hàng chục cán bộ chiến sĩ triển khai đội hình tiến hành dập lửa và khống chế cháy lan. Đến khoảng 21 giờ đêm, đám cháy đã được dập tắt. Hiện nguyên nhân và thiệt hại của vụ hỏa hoạn đang được các cơ quan chức năng điều tra thống kê. Thưa quý vị, nhiều người một phen chụp mình khi chiếc xe tải tông giải phân cách lật ngang trên đường rồi bốc khói mù mịt. May mắn là mọi người kịp ứng cứu khống chế đám cháy. Vụ việc xảy ra trên quốc lộ 1, đoạn qua địa bàn huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi lật ngang, chiếc xe tải rò rỉ nhiên liệu, khói bốc mù mịt và phát cháy. Lúc này, những người dân gần đó chạy đến hỗ trợ, đưa tài xế và phụ xe thoát ra ngoài, dùng bình chữa cháy kịp xịt vào xe tải khống chế, dập tắt ngọn lửa. Ảnh hưởng từ sự cố lật xe tải khiến giao thông trên quốc lộ 1 ùn tắc, kẹt xe nghiêm trọng. Hơn 1 giờ sau, chiếc xe tải mới được cứu hộ kéo lên, đưa ra khỏi hiện trường, giao thông dần ổn định trở lại. Thưa quý vị, theo Đài khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, triều cường vào cuối tháng 10 sẽ vượt mức 1m7 vào ngày 29 tháng 10. Lo ngại triều cường lại gây ra thiệt hại nặng nề như đợt triều cường vào đầu tháng, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đã ban hành công văn khẩn cấp để đối phó. Cụ thể, triều cường ngày 29 tháng 10 sẽ đạt 1,7m tại trạm Phú An và 1,72m tại trạm Nhà Bè vào khoảng 17 giờ đến 18 giờ. Các ngày từ 27 đến 30 tháng 10, triều cường tại thành phố Hồ Chí Minh nằm trên mức báo động 3, 1,5m. Trong công văn phát đi, thành phố yêu cầu các địa phương như quận 7, quận 8, quận 12, quận Thủ Đức, quận Bình Thạnh, quận Gò Vấp, quận Bình Tân, huyện Nhà Bè, huyện Củ Chi, huyện Bình Chánh và huyện Hóc Môn phải đặc biệt chú ý trong việc ứng phó triều cường, tăng cường tổ chức kiểm tra rà soát bờ bao, cống để kịp thời xử lý khi có sự cố. Không để xảy ra tình trạng bể bờ bao, gây ngập úng ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt sản xuất của người dân. Sở Giao thông Vận tải, Sở Xây dựng, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên quản lý khai thác dịch vụ thủy lợi và Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thoát nước đô thị phải phối hợp với Ủy ban Nhân dân các quận huyện để đối phó với đợt triều này. Cứ đến mỗi dịp cuối tuần hoặc dịp lễ, Hồ Tuyền Lâm, nơi có cảnh quan thiên nhiên đẹp nhất thành phố Đà Lạt, lại gồng mình gánh chịu vô vàn rác thải từ các du khách vô ý thức hoặc người dân địa phương đến đây để vui chơi giải trí câu cá. Và sau mỗi cuộc vui của mỗi người, nơi đây bỗng thành túi rác khổng lồ, nhem nhuốc và rất khó chịu. Các du khách thường mang đồ ăn, nước uống, bia, rượu, nước ngọt đến đây, sau đó vứt lung tung cả trên bờ, các bụi rậm và xuống hồ nước. Theo thời gian, dọc quanh những điểm có vị trí đẹp để ngắm mặt hồ Tuyền Lâm trở thành các bãi rác to tướng kéo dài từ nơi này qua nơi khác hoặc chai lọ rác thải nổi lềnh bềnh trên mặt hồ, rất phản cảm.
Hồ đẹp vậy nhưng mà có rất nhiều rác. Em thấy là mọi người không có ý thức nên là làm cho hồ mình hồ Tuyền Lâm của Đà Lạt mất đi cái phong cảnh đặc sắc. Cảnh quan nó rất là đẹp nhưng mà xung quanh đây rất là nhiều rác. Mà ý thức của các bạn trẻ bây giờ thì ở đâu cũng vậy hết à? Ở đây cũng vậy mà ở đại khái là những cái trung tâm ấy, cứ mỗi lần lễ hội xong là các bạn xả rác rất là nhiều. Mà không có một ý thức nào hết, mà trong khi đấy là thùng rác là để rất là nhiều đó. Lực lượng chuyên trách dọn dẹp vệ sinh môi trường của Ban Quản lý Khu Du lịch Quốc gia Hồ Tuyền Lâm còn quá mỏng và cũng chưa có hình thức xử thật nặng đối với những người xả rác để họ ý thức hơn. Tôi đã sử dụng rất nhiều những cái biện pháp để quản lý cái vấn đề môi trường ở đây, như tuyên truyền cho người dân, tuyên truyền cho du khách, rồi tuyên truyền bằng nhiều hình thức, kể cả cái việc mình xử lý đối với các đơn vị, tổ chức, cá nhân mà có ý thức kém trong cái vấn đề quản lý môi trường. Mặc dù vậy, thế nhưng mà rác thải trong khu du lịch Hồ Tuyền Lâm vẫn ngày càng nhiều. Hồ Tuyền Lâm được biết đến là hồ nước ngọt rộng nhất thành phố Đà Lạt thuộc tỉnh Lâm Đồng, một trong 21 khu du lịch được công nhận là khu du lịch quốc gia của Việt Nam với diện tích khoảng 320 ha, nằm cách trung tâm thành phố Đà Lạt khoảng 7 km. Mỗi năm, hồ Tuyền Lâm thu hút khoảng 2 triệu lượt khách đến tham quan ngắm cảnh. Vào những ngày qua, có rất nhiều du khách đã ra bãi biển Nha Trang để tắm đêm rất nguy hiểm do ban đêm không có đội cứu hộ. Để tránh cái nắng nóng ban ngày, rất nhiều du khách đưa người thân ra bãi biển hóng gió. Trong đó có nhiều người kéo nhau xuống biển tắm. Cả người lớn và trẻ em vừa tắm vừa đùa giỡn trong bóng đêm đen kịch của bãi biển. Thỉnh thoảng có những con sóng ập vào phản chiếu đèn đường mới nhìn rõ được người tắm. Trong đó có nhiều người bơi ra rất xa bờ cũng như không tắm tập trung một chỗ. Nếu xảy ra sự cố đuối nước sẽ rất khó phát hiện. Trước tình trạng tắm biển đêm như trên rất nguy hiểm. Thưa quý vị, nhắc đến nghỉ hưu thì nhiều người nghĩ ngay đến việc nghỉ ngơi, vui chơi cùng con cháu hoặc là những hoạt động dành cho tuổi về già. Thế nhưng có một người phụ nữ được xem là chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực gây mê hồi sức vẫn miệt mài làm việc dù tuổi hưu của bà đã trôi qua hàng chục năm. Và hiện tại ở tuổi 85, bà vẫn miệt mài mang những kiến thức kinh nghiệm đã tích lũy bao năm qua ra phục vụ cho người bệnh. Bà là tiến sĩ bác sĩ Phan Thị Hồ Hải, nguyên trưởng khoa gây mê hồi sức đầu tiên của Bệnh viện Chợ Rẫy, nguyên chủ nhiệm bộ môn gây mê hồi sức tại Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Tôi là Phan Thị Hồ Hải, tiến sĩ gây mê hồi sức và hiện giờ là vừa làm việc, vừa là cố vấn, vừa làm chuyên môn. Ít ai nghĩ rằng tôi năm nay là 85 tuổi hết. Sang học ở Liên Xô 4 năm. Tháng 11 1973 tôi về nước thì Việt Đức lại nhận trở lại chứ không cho đi nơi khác. Thì đến tháng 7 1975 tôi được về và về phân công về Chợ Rẫy ở Liên Tù Tì 22 năm. Đến năm 58 tuổi thì về hưu. Về hưu thì bệnh viện Đại học Y Dược, giáo sư Hối, Hồ Hải đem bộ môn về bên đó cho tôi. 94 cho đến 2007 thì lúc đó là 70 rồi. Bây giờ vừa làm cố vấn cho Bệnh viện Quốc tế Minh Anh. Ưu điểm của cô là người rất là có kinh nghiệm, rất kinh nghiệm trong vấn đề tổ chức về gây mê hồi sức, về cấu trúc của khoa phẫu thuật như thế nào, khoa gây mê hồi sức như thế nào, và rất là tính tình thì rất là điềm đạm, rất là trau chuốt từng tí một, và là nói chung là rất là chỉn chu trong tất cả mọi cái công việc, và người rất là có nhiều kinh nghiệm. Những ca nào khó thì nửa đêm nửa hôm chúng tôi mời thì cô cũng đều lên xe và đi cùng chúng tôi đến bệnh viện để mà xử lý cho bệnh nhân. Và những ca khó, những ca mà gặp những trường hợp phức tạp thì cô đều góp ý kiến cho chúng tôi, hoặc là những ca này cô bảo khó quá không nên làm đi, không nên mổ cho bệnh nhân, thì chúng tôi cũng tìm một cách, chúng tôi xem và tìm một cái phương pháp điều trị khác cho bệnh nhân, chứ không cố gắng phẫu thuật để xảy ra tai biến hay cái gì cả. Từ ngày cô về làm chúng tôi thì hầu như bệnh viện không có tai biến, không có biến chứng gì lớn đã xảy ra cả. Một bệnh nhân Liên Xô mà được mổ là người ta hỏi ngay ai sẽ là gây mê cho tôi, người ta hiểu. Thế bên mình thì đâu có cái người gây mê
phải phối hợp rất ăn ý với người phẫu thuật viên. Cho nên thường chúng tôi có khi là cãi nhau ấy. Cho nên mấy các em ấy nói trêu cô ạ, đầu tiên là mình phải gây, nó nói gây sự đấy, gây sự với nhau thì gây xong bây giờ mới là mê. Thế rồi phải ăn ý với nhau, cái tăng mổ nào khó, cái tăng mổ nào đòi hỏi bệnh nhân phải thật nằm yên thì người gây mê phải cho thuốc men thỏa đáng để cho người phẫu thuật viên là cựa mình một cái hay là thở mạnh một cái là nguy hiểm cho bệnh nhân ngay. Đã phải ăn ý với nhau. Ngoài đời muốn giận nhau kiểu gì thì giận, nhưng mà vào việc là phải đồng lòng. Khi tôi còn phải đứng lớp thì cái điều đầu tiên tôi dặn các anh các chị đó là cái người phẫu thuật viên mà lỡ sảnh tay thì đã có người gây mê hồi sức cứu cánh, mà cái người gây mê hồi sức mà sảnh tay thì không ai cứu được. Như quý vị vừa theo dõi, dù đã 85 tuổi, thế nhưng tiến sĩ bác sĩ Phan Thị Hồng Hải vẫn cháy mãi ngọn lửa với nghề. Đối với bà, không chỉ có niềm đam mê nghề nghiệp, mà công việc còn là niềm vui được gặp gỡ đồng nghiệp, bệnh nhân. Cái cách mà đồng nghiệp gọi bằng cái tên đầy thân thương, má Hải, cũng phần nào hiểu được tình cảm mà nhiều đồng nghiệp dành cho bà. Xin được chúc cho tiến sĩ bác sĩ Phan Thị Hồng Hải có thêm nhiều sức khỏe để tiếp tục công việc của mình.